Xin kính chào các bạn khán giả thân mến đang quan tâm theo dõi bộ truyện Sơn Thôn Quỷ Ám. Phần trước thì chúng ta biết rằng cả ngôi làng Vạn đã bị quỷ khí xung thiền. Cường Lương Khương của chúng ta đang cùng với Hồng Ma Hỏa Quỷ bước xuống dưới đáy giếng sâu. Đây dường như là một con đường thông với ngôi làng Quỷ Ám mang tên là Giao Thủy. Vậy thì chuyện gì xảy ra tiếp theo? Câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào? Hãy cùng Đảo Kinh Dị đến với Mao Sơn Huyền Môn phần 3, Sơn Thôn Quỷ Ám, tập 6, chương 15. Lúc này Hồng Ma Hỏa Quỷ đang hiện ra bộ dạng cô thôn nữ lúc còn sống. Cô kích động muốn cầm tay cậu, nhưng mà lại xuyên qua. Thử lại vài lần thì đều như vậy. Cuối cùng cô chỉ còn biết thấp giọng mà nói: "Mừng huynh đã trở về." Cường khẽ gật đầu, dù biết đây chỉ là loại cảm xúc phát sinh từ một đoạn ký ức ở trong kiếp sống trước mà thôi. Nhớ lại thì lúc trước Trúc Tiểu Hồng cứu cậu, vài năm cậu quay trở lại với một cái tên hoàn toàn khác. Cậu dùng huyễn thuật làm thay đổi dung mạo, ép trưởng làng gả cô cho. Mục đích chính là đưa cô rời khỏi thôn, trả ơn ngày trước cô đã cứu cậu. Chỉ vì một cái lời phát thệ mà nhẫn tâm bày trận, thay đổi phong thủy sát cục, hại chết mấy trăm nhân mạng chỉ trong có một đêm. Làng Giao Thủy kể từ đó cũng trở thành một quỷ thôn. Từ già trẻ gái trai, hồn phách đều bị nhiếp thủ, chịu thống khổ hàng mấy trăm năm qua. Khoảng cách ngày một gần, bên tai cậu có thể nghe được tiếng những quỷ hồn làng Giao Thủy đang khóc thê lương. Phía trước thì chính là một cánh rừng bị sương mù đen bao phủ. Theo ký ức của kiếp trước, cậu từ trong thạch động đi ra, băng qua dòng nước lạnh, đi tới gần thôn Giao Thủy. Dọc đường đi thì chẳng biết vì nguyên do gì mà ở đây chẳng hề có lấy nổi một con quỷ hồn đến từ quỷ vực. Hầu như ở đây đều là những quỷ hồn bị giam giữ từ hơn nghìn năm trước. Nhìn những quỷ hồn ăn mặc rách rưới, đói rét, nằm đầy ở trên đất, bỗng trong nội tâm cậu dâng lên một cái loại cảm xúc khó diễn tả. Bấy giờ có một lão quỷ lấy cái thân gầy guộc đến gần cậu mà dùng tay chạm vào ống quần. Cường bấy giờ cũng cúi đầu nhìn theo. Vừa nhìn vào khuôn mặt già nua của ông lão, cậu mới liền nhận ra lão chính là trưởng làng, là cha của Hồng Mao Hỏa Quỷ. Cha, cha! Trúc Tiểu Hồng vừa nhìn thấy lão quỷ đang bám vào chân cậu, nhất thời cô nhận ra lão quỷ chính là cha mình. Cô mới vội quỳ xuống ôm lão. Cha của Tiểu Hồng run rẩy nhìn cô bằng đôi mắt trắng dã, miệng thì ú ớ không nói thành lời. Hiện tại không riêng gì cha của Tiểu Hồng, mà tất cả những quỷ hồn ở trong thôn đều giống như nhau. Bọn họ bị giam giữ trong sát cục, từng giờ từng phút mong cậu quay trở lại giải thoát cho họ. Chúng quỷ vừa trông thấy cậu, tất cả đều tiến tới trước mặt quỳ xuống mà khóc lóc. Đối với ký ức của người phàm, chỉ cần vài chục năm liền có thể quên đi những cái chuyện ngày trước. Nhưng mà với quỷ hồn thì khác. Đấy là còn chưa kể, họ còn phải chịu đầy đọa ở nơi đây mấy trăm năm qua rồi. Đối với tên cậu, bọn họ chỉ có khắc cốt ghi tâm, chứ chẳng thể nào mà quên. Đám quỷ hồn từ già trẻ gái trai, tất cả đều đi tới quỳ trước mặt cậu, khóc lóc thảm thương. Một số còn chút sức tàn, giọng thì thều thào như những người sắp chết đói ở trần gian. Cậu chính là A Túc, là cậu có phải không? Đám quỷ hồn tỏ ra kích động, vội nhìn Cương mà nói: "Phải, chính là tôi, là tôi đã khiến mọi người phải chịu khổ sở suốt nghìn năm qua, tôi có lỗi với mọi người." Cường khẽ gật đầu, ánh mắt tỏ ra áy náy. Nhìn những quỷ hồn đang quỳ dưới đất, cậu chậm rãi nói ra một câu xuất phát từ tận đáy lòng. Vốn là cậu còn tưởng bọn họ sẽ trách móc sau khi nghe cậu nói cơ, nhưng mà thật không ngờ, sau khi nghe cậu xác nhận thân phận, tất cả đều rơi vào trầm tư. Sau đó bọn họ đều khóc, rồi nói về những cực hình mà bọn họ phải gánh chịu trong suốt 1000 năm qua. "À Túc à, chúng tôi biết sai rồi, chúng tôi rất là hối hận. Đáng lẽ ngày đó chúng tôi không nên mù quáng tin theo bọn họ, để rồi gieo xuống nhân quả. Bây giờ chúng tôi đều đã tỉnh ngộ rồi. Cầu xin cậu
hãy hóa giải trận pháp giam cầm để cho người làng Giao Thủy chúng tôi có một con đường sống. Cường mới nhìn những quỷ hồn đáng thương đang cúi đầu cầu xin. Cậu khẽ thở dài, ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm đen đặc. Gieo gió gặp bão, gieo nhân gặt quả, đó là lẽ thường tình. Dù sao thì bọn họ cũng đã phải chịu báo ứng rất gần 1.000 năm. Sứ mệnh của con đến đây là đã rõ, con cũng đã đến lúc nên trả tự do cho bọn họ đi thôi. Bỗng dưng từ bên tai truyền đến một giọng nói quen thuộc. Cương mới tỏ ra vô cùng kinh ngạc, vội quay đầu về phía sau. Hình ảnh của thầy Lý đang đứng nhìn cậu. Nói rồi liền mờ nhạt dần rồi tan biến, trước mắt trở về với thực tại. Cậu nhìn những quỷ hồn đang quỳ rạp dưới đất, khẽ thở dài. Cương mới nói: mọi người, thật ra tôi cũng rất hối hận. Tôi rất muốn hóa giải trận pháp này, nhưng mà kiếp trước của A Túc cùng với kiếp này của tôi thì pháp thuật không có giống nhau. Vậy tôi phải làm sao để giải thoát cho mọi người đây? Đám quỷ hồn nghe cậu nói rằng bản thân cậu cũng rất là hối hận. Bấy giờ bọn chúng tỏ ra mừng rỡ. Một lão quỷ lay lay ống quần, lão vừa mừng vừa khóc. Một tay lão chỉ thẳng vào con đường mòn dẫn đến gốc cây hòe cổ thụ. Lão mới nói: Năm xưa, cậu táng vì lời phát thệ mà trở thành hung thần, trấn giữ chúng tôi ở nơi đây suốt 1.000 năm. Ngày đó cậu đã táng xung quanh gốc khòe này 72 đồng tử, lợi dụng tính âm tà cùng sát cục phong thủy tạo thành pháp trận trấn quỷ. Nếu như cậu có thể thay đổi được phong thủy sát cục, vậy thì trận pháp sẽ tự động biến mất. Lão quỷ mới nói đến đây thì ngừng lại. Cậu bấy giờ mới hoàn nhiên đại ngộ, vội gật đầu nhìn những quỷ hồn vì lòng thù hận của cậu mà phải chịu khổ. Bấy giờ cậu mới nói: tôi hiểu rồi, 1.000 năm nay cũng đã đến lúc nên kết thúc đi thôi. Nói rồi thì cậu liền rẽ đám quỷ trong thôn ra mà lần theo con đường mòn dẫn lên lưng chừng núi. Trước mắt là một con đường thẳng. Cậu để ý thấy trong những cái lùm cỏ cao thỉnh thoảng lại xuất hiện những kiến trúc bị đổ sập, nằm chất đống để mặc cho rêu phong bám lên. Nếu như mà nơi này không phải nằm trong trận pháp thì có lẽ cậu đã coi chúng như là những căn quỷ trạch, người sống không thể nào đi vào. Cường vẫn tiếp tục chạy về phía cuối thôn. Khi mà đi ngang qua một ngôi âm miếu, đột nhiên lớp sương mù đen đặc bị một cỗ lực lượng xé làm đôi rồi thẳng tới chỗ của Cường. Tình huống phát sinh khiến cho cậu thoáng giật mình, động tác chạy về phía trước phải dừng lại. Thân hình Cường lăn mấy vòng trên đất, né tránh đòn công kích bất ngờ kia. Là dư chấn của pháp thuật ư? Cường lồm cồm bò dậy, một tay rút ra kiếm gỗ đào, nhìn cảnh tượng hỗn chiến sau lớp sương mù đen, trước khi nó hoàn toàn che khuất tầm nhìn của cậu. Phát hiện ra ở bên trong là Mao Quân đang bị một đám rối gỗ vây cổng. Phía xa hơn nữa là một người thanh niên trạc tuổi như cậu, hắn đang đứng ở quan sát trận chiến. Sắc mặt từ đầu đến cuối đều bảo thủ một dạng cứng ngắt. Tên này chính là Cao Mậu. Người đến muộn rồi. Tiếng nói từ trong miệng hắn ta truyền tới, giống như đã phát hiện ra cậu. Thủ ấn của hắn chợt biến đổi, búng thứ gì đó về phía Cường, miệng thì niệm chú ngữ, đem thứ vật mán ném ra hóa thành một làn khói nhẹ, rồi dần dần hóa hình thành một hình nhân gỗ, rễ cũng phải cao đến 2 mét. Cái đầu của nó hình tròn, khuôn mặt được khắc giống như quỷ quái, động tác thì cứng ngắc, kêu lên những tiếng lọc cọc sau mỗi bước di chuyển tiến về phía Cường. Còn rối gỗ này động tác nhanh quá vậy. Bấy giờ thì Mao Quân cũng đã phát hiện ra sự có mặt của Cường. Hắn kết ấn, đánh bay một con rối gỗ, đoạn quay sang trợn tròn hai mắt nhìn cậu, miệng thì kêu lên: "Ôi, Tiểu Cương, sao đệ lại chạy đến đây chứ? Có biết ở chỗ này nguy hiểm như thế nào không?" Đáp lại lời của hắn chỉ là một cái gật đầu. Cường vẫn im lìm không nhúc nhích, nhìn con rối gỗ đang lao tới gần. Trong một thoáng thì Cương nghiêng người qua bên phải tránh né, lòng bàn tay trái nâng lên, dùng lực vỗ thẳng vào ót con rối gỗ, lập tức phá tan linh lực.
Phốc một tiếng, người gỗ lập tức bị thủ ấn của Cương đánh tan, hóa trở thành một mảnh gỗ nhỏ rơi xuống đất. Tận mắt chứng kiến chiêu thức của mình bị một tên pháp sư không tên tuổi như Cương nắm được điểm yếu, sắc mặt của Cao Mậu bấy giờ mới đen lại. Lòng bàn tay hắn lại tiếp tục biến hóa, phóng thích ra thì mấy con nữ quỷ mặt xanh nanh vàng lao đến vây công Cường. Cao thủ yểm thắng, dưỡng quỷ đại tông sư Cao Mậu, ngươi là môn đồ của Bắc Tông nhưng lại học đủ các loại tà thuật trong giới tà đạo, ngươi đúng là chẳng ra cái hệ thống gì nữa. Mao Quân vừa vung tay đánh nát một con rối gỗ, hắn liền tiếp cận gần đến vị trí của Cường, sau đó mở miệng chửi Cao Mậu. Đối mặt với bốn nữ quỷ mặt xanh nanh vàng đang giơ những cánh tay nổi đầy gân xanh lao tới, Cường bấy giờ không có nhiều thời gian. Cậu mới vội lùi lại một bước, lấy từ trong túi vải ra một cành liễu đánh quỷ, thứ pháp khí mà từ trước cho đến giờ cậu vẫn chưa bao giờ sử dụng. Nghe ông nội cậu kể lại, trước đây thì còn trẻ, ông đã từng cùng các sư huynh sư tỷ hợp sức hàng phục liễu thụ yêu, thu được một cành liễu tốt nhất trên thân cây. Sau đó ông đem về luyện chế, rồi một mực để lại cho đến bây giờ. Nhìn cành liễu đã trải qua vô số lần luyện chế, vậy mà trông nó vẫn còn như lúc mới lấy ra từ chỗ liễu tụ yêu. Khẽ hít vào một hơi thật sâu, Cường vùng roi vút ngang, đánh trúng vào thân thể một con nữ quỷ mặc áo lam. Bốp! Cành liễu quỷ quần quận âm khí lóe lên một đạo ngân quang, quất thẳng vào mặt con nữ quỷ áo lam, đánh cho nó ngã lăn ra trên mặt đất. Một nửa hộp sọ của nữ quỷ nứt toác ra, toàn thân không ngừng bốc lên khói đen. Nữ quỷ bị đánh cho tới khuôn mặt biến dạng, không thể nào trở về bộ dáng ban đầu. Cô ta liên tục dùng quỷ trào chạm lên mặt, rồi sau đó tự che lại, như là sợ người khác nhìn thấy vậy. Ba con nữ quỷ trông thấy đồng bọn của mình bị đánh cho đến không thể nào phục hồi được lại khuôn mặt, nhất thời thế công của bọn chúng đều dừng lại, không dám mạo hiểm xông tới nữa. Chương 16. Cậu đem cành liễu đánh quỷ của mình cất gọn vào trong túi vải, sau đó lấy ra kiếm gỗ đào chắn ngang trước mặt. Cao Mậu từ nãy đến giờ vẫn giữ nguyên một vẻ mặt lạnh tanh, làm bàn tay quán lại lần qua lật lại, thực hiện những động tác kỳ lạ, giống như thể đang thúc động thêm một loại pháp thuật bàng môn tà đạo nữa vậy. Vừa trông thấy hắn ra, đưa tay vào trong túi, lấy ra một tấm da của một cô gái trẻ, hình thức rất là hoàn hảo. Từ ngực thì có một vết rạch thẳng kéo dài xuống đến bụng. Cả cậu lẫn Mao Quân đều như hít phải một ngụm khí lạnh, cảm giác là lông tóc toàn thân đều dựng đứng cả lên. Mao Quân kinh hãi thốt lên: "Nhân bị vu thuật, Tiểu Cương, đệ đi trước đi, chỗ này không còn an toàn nữa rồi, mau đi tìm Phù Giao tỷ, tên tạp chủng này giao lại cho huynh." Lời Mao Quân vừa nói, tức khắc một tầng kết giới được hình thành, cách tuyệt cậu ở bên ngoài. Cương mặc dù có một chút trải nghiệm trong kiếp trước, nhưng mà cái loại pháp thuật lột da người luyện tà thuật này có lẽ là lần đầu tiên cậu trông thấy. Vậy còn huynh? Từ bên trong kết giới, Quân đang cầm trong tay một sấp linh phù, một tay kết ấn, niệm động chú ngữ, dùng cách thức truyền âm mà nói với Cường: "Đi mau, cái thứ âm tà này huynh chơi không có lại, nhưng đừng có nghĩ huynh giống như mấy kẻ sống chết không biết sợ. Thật ra ta rất lo cho đệ, dù gì đệ cũng chỉ là đệ tử ngoại môn, thủ đoạn không có nhiều, chạy trốn là rất khó. Nhưng mà tự huynh thì lại khác, mau đi đi, huynh ở đây cầm cự một lát rồi chạy sau." "Hả?" Khóe miệng của cậu hơi giật giật, nhìn vào bên trong kết giới, xác định được lời của Quân là thật, thì bấy giờ cậu mới yên tâm đi vòng qua bên phải, tiến về phía lưng chừng núi. Lúc này ở vị trí gốc què cổ thụ, cảnh tượng mấy chục nữ quỷ mặc váy đỏ đang vây quanh tiểu thành công kích. Bọn chúng đều là những lệ quỷ bị đem đi làm tế phẩm hiến tế, oán khí tích tụ, quỷ khí ngút trời. Tiểu thành vừa phải chống đỡ những đòn chí mạng của đám nữ quỷ, thỉnh thoảng cô lại còn phải né tránh những đoạn rễ cây từ dưới đất trồi lên. "Phù Giao chân nhân, ngươi chẳng phải đạo hạnh cao siêu lắm sao? Ngươi nhìn xem đồng bọn của ngươi." Dưới gốc cây hòe, Cao Hà đang ngồi xếp bằng. Từ thân thể ả có hàng trăm những sợi tơ máu đang lấp lánh những đạo hồng quang, nối cơ thể của ả với từng nhánh của cây hòe đại thụ. Tiểu Thành trong lúc nhất thời sơ ý, nhìn qua Phương đang nằm bất tỉnh trên đất. Cô bị một nữ quỷ dùng chảo đâm xuyên qua vai phải,
máu tươi đã tuôn ra. Nghiệp chướng! Tiểu Thành cắn răng chịu đau, tay trái hội tụ cương khí, điểm thẳng lên vai phải một cái, miệng thì niệm chú ngữ. Ngũ đấu sinh tiền đạo, nhất chỉ định càn khôn, thị vệ ngã trần thần, đạo khí mãi trường tồn, vạn quỷ cấp thoái lui. Theo tiếng niệm chú, tức thì quỷ trào của nữ quỷ bị một cỗ lực lượng xoắn nát. Nữ quỷ hét lên một tiếng thê thảm, trực tiếp bị đánh bật trở lại. Sau đó liền hóa thành một đạo hồng quang, chui thẳng vào trong mấy chiếc quan tài treo. Cả người của Tiểu Thanh lảo đảo lùi lại mấy bước, vội dùng thủ pháp điểm huyệt, ngăn không cho máu chảy ra bên ngoài nữa. Ánh mắt thì âm u nhìn Cao Hà, hận không thể nào thanh lý môn hộ. Cao Hà lúc này đang ngồi xếp bằng, khóe miệng của A ta khẽ nhếch lên, cười âm độc. Tâm niệm chợt động, lập tức từ dưới đất trồi lên vô số những đoạn rễ cây với đủ hình dáng kích thước. Chúng như những đầu mãng xà uốn éo hùng hàng lao tới. Tiểu Thanh còn chưa kịp định thần, lúc này cảm thấy cổ chân mình căng cứng ra, như là bị một vật gì đó bắt lấy vậy. Cô mới vội cúi đầu nhìn. Một đoạn rễ cây màu đen xì từ dưới đất trồi lên, quấn chặt lấy cổ chân, khiến cho cô không thể nào cử động. Trong một thoáng, hơn chục nữ quỷ váy đỏ lại vây quanh. Sau đó bọn chúng chìa những cái bàn tay trắng bệch hướng về phía cô. Tiểu Thanh thì bấy giờ vừa phải chống lại những đoạn rễ cây như là mãng xà quấn thân. Cô lại vừa phải chống lại những nữ quỷ nành ác kia. Những móng vuốt sắc nhọn của quỷ, những cái đoạn rễ cây liên tục nhắm vào thanh kiếm gỗ đào trên tay phủ dao. Sau một hồi va chạm, rốt cuộc nó cũng bị đánh văng ra xa. Phủ dao thì cũng theo đó mà bị một đoạn rễ cây đánh văng đi, cuối cùng đập vào một gốc cây chết khô mà ngã xuống. Gốc cây do vì đã mục nên sau vài lần chao đảo, cuối cùng nó cũng đổ xuống. Thân cây tuy không có lớn, nhưng khi đổ xuống thì cũng tạo thành một sự uy hiếp rất là lớn. Mà hơn thế nữa, hướng đầu của nó lại đúng vào vị trí của phù dao. Trong mắt Cao Hà bỗng nhiên lóe sáng, ả ta không vội ra lệnh cho đám nữ quỷ xông lên tấn công. Mắt ả dán ở phần thân cây đã chết khô đang đổ xuống, khóe miệng nở một nụ cười. Đoạn thân cây hạ xuống quá là bất ngờ, phù dao chưa kịp phản ứng. Lúc này đoạn thân cây đó đã đổ rồi, chỉ còn cách đỉnh đầu vài ba tấc thôi. Cánh tay theo bản năng, phù dao mới liền đưa lên chắn ở trước mặt. Hai mắt thì nhắm chặt, bất lực chờ nó đổ lên người mình. Rồi bỗng nhiên bên tai cô truyền đến tiếng niệm động chú ngữ không nhanh không chậm, cùng với đó là một tiếng quát lớn. Càn nguyên anh lợi chính, đoái trạch anh hùng binh, ly hỏa giá hỏa lần, trấn lôi phích lịch thành, tốn phòng tiến thối lợi, khâm thủy đà ba cấp, cấn sơn bất xuất kỳ, khổn đức hợp vô cương phá. Sau tiếng quát, bên tai phù dao nghe như cái tiếng vỡ vụn vậy. Kế tiếp đó là những mảnh gỗ mục như một cám bắn tung tóe ra, rớt đầy cả trên mặt đất. Phù dao bấy giờ mới phát hiện là mình được cứu rồi, từ từ mở mắt ra, nhìn người vừa mới cứu cô một mạng. Trong mắt có chút phức tạp, lẩm bẩm nói một câu gì đó. Hóa ra thì người vừa xuất hiện cứu cô không ai khác, chính là Cương. Cậu lúc này đang đứng chắn trước mặt, nhìn những nữ quỷ đang bay lơ lửng cách mặt đất hơn 3 tấc. Ồ, ta nhận ra người, tiểu pháp sư. Người chính là A Túc, đại đồ đệ của lão bạn già Thần Dương đây mà. Năm đó cha ta thay đổi phong thủy cục ở cái thôn này. Ông ấy đã sớm tính toán ra trong tương lai sẽ xảy ra những biến số. Mà biến số đó lại chính là người, A Túc à. Cao Hà mới nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Cương, đoạn thản nhiên mở miệng mà nói. Mọi thứ cha ta đều đã sớm an bài rồi. Từ cái việc người trốn thoát khỏi làng cho đến ngày người quay trở lại báo thù, mọi thứ đều diễn ra đúng như cha ta mong đợi. Tiếng cái trong một thoáng bỗng biến mất, thay vào đó là cái vẻ mặt ác độc. À khẽ vất tay một cái, tất cả đám nữ quỷ đều hét lên phẫn nộ. Tất cả bọn chúng cùng chia tay bay tới, mục tiêu khóa định chính là Cương và phù dao. Từ cái tiếng hét phẫn nộ của đám nữ quỷ truyền đến bên tai, từ dưới đất những đoạn rễ cây trồi lên đánh tới. Phù dao trông thấy cảnh tượng này thì vội vàng mà nhắc nhở. Cẩn thận!
Đối mặt với cái thứ âm tà này, cậu cũng không dám coi thường chút nào. Bản thân tự lùi lại 3 bước, thanh kiếm gỗ đào chém đứt mấy đoạn rễ cây đang vươn tới. Một tay bắt ấn, cậu đánh ra mấy đạo bùa vàng, miệng thì niệm chú ngữ. Liền ngay lập tức, từ những đạo bùa vàng bốc lên một ngọn lửa lao đi, đánh thẳng vào những cánh tay đầy móng vuốt sắc nhọn của đám nữ quỷ kia. Những cái tiếng hét thảm thiết không ngừng vang lên. Ở phía bên này, Phù Giao cũng đã thi triển ra phép thuật, lợi dụng lúc những cái đoạn rễ cây từ dưới đất trồi lên. Động tác của cô nhanh như chớp, đem lục lôi phong yêu phù dán lên những cái đoạn rễ cây đó. Đoạn cô mới lùi lại 2-3 bước, hai tay kết ấn, cao giọng mà niệm: Thiên địa thần linh, tam sơn ngũ nhạc, ngộ kim chi sử, sở nghiệp dĩ thành, các quỷ bản bộ, thụ ngộ đình nình như hữu tái triệu, phục sinh tiền linh cấp cấp như lôi đình luật lệnh. Chú ngữ thì truyền đến tai Cao Hà, nhất thời nụ cười trên khuôn mặt chợt tan biến. À ta vội ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, xuyên qua những tán lá cây. Trên bầu trời thì mây đen xuất hiện, từng cái dòng phù văn họa trên linh phù đều sáng lên như thể làm điểm đánh dấu vậy. Trên bầu trời có mấy tiếng nổ cực lớn, từ trong đám mây đen xuất hiện 6 đạo thiên lôi có màu sắc khác nhau. Chúng xé toạc hoắc vụ, đánh về phía rễ cây hòe cổ thụ kia. Mỗi một đạo thiên lôi đánh xuống, mặt đất liền lưu lại một cái hố sâu. Cùng với đó là những đoạn rễ cây bị sét đánh cho cháy đen cả đi. Dùng thiên lôi để chấn áp yêu thụ quả nhiên là có tác dụng. Trước mắt thì những đoạn rễ cây đều bị sét đánh. Cao Hà vì đang khống chế thụ yêu cho nên cũng bị đả thương. Cả người ả không ngừng có khói đen bốc lên, khóe miệng phun ra một ngụm máu, bộ dạng khinh người vừa rồi đều đã biến mất. Yêu thụ thì ngoài sợ lửa, điểm yếu của nó còn là sợ sấm sét nữa. Đây chính là thiên kiếp mà mỗi yêu thụ phải trải qua. Chỉ có vượt qua thiên kiếp thì yêu thụ mới có cơ hội yêu quái chính tù. Ở đây Túy Huyết Hòe đã độ kiếp trở thành yêu thụ từ trước rồi, nhưng bởi vì mới trải qua thiên kiếp, đạo hạnh lúc trước thì vẫn còn chưa khôi phục, lại bị Cao Hà lợi dụng khống chế, cho nên lúc này mới bị thiên lôi đả thương. Đó là còn chưa kể, thiên lôi mà Phù Giao triệu tới chính là Sử Lục Sắc Thiên Lôi, Địa Vân Thủy Đấu Yêu Lôi. Lục lôi động lệnh giáng lâm, đánh thẳng vào rễ của Huyết Hòe. Dù cho nó có đạo hạnh nghìn năm thì không thể nào chống đỡ cho được. Thân cây lúc này run rẩy lắc lư, những cái sợi dây thừng cột cố định vào những chiếc quan tài sơn màu đỏ đồng loạt rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh. Và tập này đến đây là kết thúc mất rồi. Vẫn còn một tập nữa anh em ạ. Tôi tưởng là sẽ đọc gộp lại luôn, nhưng mà đọc thế thì nó thành hơn 1 tiếng nên dài quá. Thế nên chia ra 2 tập. Đọc lai dài là mới hay. Cứ đến cái đoạn đang hay mà đứt dây đàn này nó mới gọi là hấp dẫn. Để anh em còn đón chờ những tập tiếp theo chứ đúng không? Và video ngày hôm nay đến đây là kết thúc mất rồi. Các bạn đừng quên like và share. Thêm vào đó là subscribe Đảo Kinh Dị ngay lập tức nha. Chân thành cảm ơn anh em.